dai dẳng vì chưa sạch nấm. Đã có Selsun, Selsun với selenium sulfate giúp loại sạch nấm, quét sạch cầu, hết cứ da đầu sau khi vừa gội. Gội Selsun 2 lần một tuần, cầu dai dẳng cũng phải sạch. Selsun sạch nấm, sạch cầu, giá dùng thử 5.500 đồng.